Xin mến chào quý vị các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà của chị Yến ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cái máy phôi ha. Đế đẹp nè, hôm nay giá mềm luôn. Mấy cái này có 350 nè. Bảo ship toàn quốc. Rất mong quý vị ủng hộ chị Yến ha. Khẩu đi đặt nó quý vị. VIP luôn. À, chào chị. Chào Tâm, dạ kính chào các cô chú anh chị tên toàn quốc ạ. Hôm nay con cũng có một lô mai phôi giỏ hạt Tổ Đức, một mâm từ 5 tới 12 cánh. Con cũng muốn giao lưu cùng cô chú anh chị ạ. Qua số điện thoại của con là 0392496865, cũng là số Zalo của con. Bên con cũng bao ship toàn quốc ạ. Con cũng cảm ơn các cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ con rất là nhiều. Con cảm ơn các cô chú anh chị ạ. Đầu tiên con vô mã số 32 nha cô chú anh chị. Cây này quái luôn á cô chú anh chị. Con xe để bàn rất là đẹp luôn. Chiều cao là 20, vành thân là 14, số nơm là 23. Cái này rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị, bé quái luôn. Cô chú về đóng vài bo chơi là rất là đẹp luôn. Rồi mã 32 con giao lưới giá là 300.000. Rồi 300. Để viết làm gì? Mã số 33. Cây này một nồi đế luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 47, vành thân là 16,5 tính 16 nha cô chú anh chị. Số nơm là 25. Tướng bầu luôn đó nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Rồi mã số 33 giao lưu giá là 300.000. Rồi 300. Mã số 34, một cây giáng hoài rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 42, vành thân là 15,5 tính 15 nha cô chú anh chị. Số nơm là 20. Cây đẹp. Cây đế nơm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Nó có hai chân chịu hôm trước đó nha cô chú anh chị. Cây giáng mai này rất là đẹp luôn nha cô chú. Lâu lâu mới có cây giáng mai đẹp vậy nha cô chú anh chị. Rồi mã số 34 giao lưu giá là 300. Rồi 300. Mã số 35. Cây này giót đọt nhỏ xíu luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 63, vành thân là 15. Cây này đế cũng quái luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã 35 giao lưu giá là 250. 250. Mã số 36, cây này VIP luôn nha cô chú anh chị. Dùng lực búp măng luôn. Chiều cao là 51, vành thân là 18, số nơm là 23. Một khối đế luôn, cứng bầu luôn nha chú anh chị. Đế cầm lực lực không là rất là đẹp luôn. Rồi mã 36 con giao lưới giá là 550. Rồi 550. Mã số 37. Cây này cũng một nồi đế luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 52, vành thân là 17. Đế trẻ đều luôn, không trống mặt nào luôn nha cô chú anh chị. Tay chi cành đều, giót đọt bút măng luôn, rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã 37 giao lưu giá là 450. 450. Mã số 38. Chiều cao là 79, vành thân là 19. Cây đế nơm rất đẹp nha cô chú anh chị. Đế nó tươi luôn. Rồi mã số 38 giao lưu giá là 500. Rồi 500. Mã số 39. Chiều cao là 56, vành thân là 20.
Đấy, rất là đẹp luôn nha chú anh chị. Cây này tay chơi cành đều lùng lực luôn, rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã 39 giao lưu giá là 550. 550. Mã số 40. Chiều cao là 59. Bình thân là 20. Để trải đều luôn ha cô chú anh chị. Rồi mã số 40 giao lưu giá là 350. 350. Mã số 41. Chiều cao là 67. Bình thân là 16 rưỡi, tính 16 nha cô chú anh chị. Đế lực lực không, rất đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã 41 giao lưu giá là 350. 350. Đây là lực cây nè. Mã số 42. Chiều cao là 55. Bình thân là 20. Đấy rất là lực luôn nha cô chú anh chị. Cây trực lùng lực luôn, rất đẹp luôn. Cộng đế to lực luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã 42 vô lưu giá là 650. 650. Mã số 43. Chiều cao là 80. Bình thân là 24. Cây này đế trải đều hết luôn nha chú anh chị. Củ nở rất đẹp luôn. Rồi mã 43 giao lưu giá là 500 ngàn. 500. Mã số 44. Chiều cao là 52. Hoành thân là 18 rưỡi, tính 18 nha cô chú anh chị. Đấy, cộng to lực luôn, cái đều bít bầu luôn nha chú anh chị. Rồi mã 44 giao lưu giá là 350. 350. Mã số 45. Chiều cao là 40. Bình thân là 18. Cây này giá rất là mềm luôn nha cô chú anh chị. Dáng rất là đẹp luôn. Rồi mã 45 giao lưu giá là 150. 150. Mã 46. Cây này để đẹp luôn cô chú anh chị. Chiều cao là 59. Bình thân là 19. Để cộng lực lực không, kính bầu luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã 46 giao lưu giá là 250. 250. Mã số 47. Chiều cao là 13. Bình thân là 15. Cây này cô chú để bàn chơi rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã 47 giao lưu giá là 130. 130. Mã số 48. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao là 43. Bình thân là 12. Cây đến nên dáng đẹp đến đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã 48 giao lưu giá là 250. 250. Mã số 49. Cây này tay chơi cành đều nha cô chú anh chị. Chiều cao là 58. Bình thân là 16. Cái cũ của nó là 30 nha cô chú anh chị. Đế nơm rất là đẹp luôn.
Rồi mã 49 giao lưu giá là 250. 250. Mã số 50. Chiều cao là 42. Bình thân là 18. Cây trật lùng lực đế nơm đẹp luôn nha chú anh chị. Rồi mã số 50 con giao lưu giá là 250. 250. Mã số 51. Chiều cao là 43. Bình thân là 14. Mấy cây lùng lực này rất là đẹp luôn nha chú anh chị. Rồi mã số 51 con giao lưu giá là 150. 150. Mã số 52. Cây dáng siêu nha cô chú anh chị. Giót đọt búp măng luôn. Chiều cao là 64. Bình thân là 21 rưỡi, tính 21 nha cô chú anh chị. Nó có củ to lắm nha cô chú anh chị. Đế trải đều hết bầu luôn. Rồi mã số 52 con giao lưu giá là 300 ngàn. 300. Mã số 53, một cây dáng đỏ rất đẹp nè cô chú anh chị. Chiều đỏ của nó là 25. Bình thân là 17 rưỡi, con tính 17 nha cô chú anh chị. Để VIP luôn. Cây dáng đỏ này cực đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã 53 con giao lưu giá là 250. 250. Mã 54. Một cây nữa nha cô chú anh chị. Chiều cao là 20. Bình thân là 15. Cây này đế quái nha cô chú anh chị. Rồi mã 54 vô lưu giá là 150. 150. Mã số 55. Chiều cao là 50. Bình thân là 22. Cây này củ đế nhàn tươi luôn nha cô chú anh chị. Có cái củ rất là to luôn. Rồi mã 55 con giao lưu giá là 400 ngàn. 400. Mã 56. Một cây lùng lực luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 18, bình thân là 20 rưỡi, không tính 20 nha cô chú anh chị. Cây này 20 hoành mà giá mềm xèo luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã 56 vô lưu giá là 150. 150. Mã số 57. Chiều cao là 58, bình thân là 21. Đế đẹp luôn nha chứ anh chị. Rồi mã 57 giao lưu giá là 400. Rồi 400. Mã số 58. Chiều cao là 19. Bình thân là 15. Cây này đế nông quái luôn nha chứ anh chị. Rồi mã 53 giao lưu giá là 100. Ủa mã số 58 giao lưu giá là 130 ngàn. 130. Rất mềm. Mã số 59. Chiều cao là 14. Bình thân là 18. Để quái luôn nha chú anh chị. Rồi mã 59 con giao lưu giá là 150. Rồi 150. Mã số 60 cũng là mã cuối clip của ngày hôm nay nha cô chú anh chị. Cây này tay chỉ cành đều, giót đọt búp măng luôn. Chiều cao 60, bình thân là 17. Đế đều kính bầu luôn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn.
Rồi mã 60 con giao lưu với giá là 250. 250. Cũng là mã cuối clip của con ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ con. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Cảm ơn quý vị ủng hộ cho Diễn. Xin chào và hẹn gặp lại.